Chị ơi, chị cây đó, mua đi chị. cây đây à? Dạ, bán chị. Con mua nhang con đi con. Chú ơi, mua nhang chú ơi. Trời, tiền của tôi đã mất hết rồi. Trời, tiền tôi đã mất hết rồi. Tôi để đây nè. Làm ơn cho tôi xin tiền. Làm ơn, đói quá rồi, mà cho tôi xin tiền. Ôi trời ơi, ông già bị sao vậy ông già? Không có tiền, không có tiền, cho xin tiền đi. Trời ơi, vậy á hả? Nè, ông cầm cái này nè, ông đi mua cơm ăn đỡ đi. Trời ơi, tội nghiệp quá, ông già cả rồi. Đói quá, khát quá, cho tôi ăn, cho tôi uống đi cô bác ơi. Đói quá, khát quá. Trời ơi, sao giống ông già nãy dữ vậy trời? Hả? Trời ơi, trời ma, ai da, ma, ma, ơi, trời, ai da ma. Tôi chào mẹ con đi. Nàng à, ta phải nghe lời cha mẹ, lên tỉnh đi học một thời gian để có cái nghề. Ta biết nhà cũng không vui gì, vợ chồng lấy nhau non năm rồi, bây giờ phải cách xa, ta đau lòng lắm. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Cha mẹ gì lo lắng cho cha nên mới quyết định như vậy. Rồi về với em nha. Một thời gian ngắn thôi là chàng sẽ học xong. Chàng đừng có bi lụy như vậy. Thoát một cái á, là vợ chồng mình sẽ được kề cận bên nhau mà. Bây giờ chàng cứ đi học đi. Khi chàng về, lúc đó em sẽ vui hơn. Tôi xin bệnh nha. Ta biết rồi. Nàng đừng quá lo lắng. Bà ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Chàng lên đường đi. Hmm.
Chồng con nó lên tỉnh lo học là để lo cho tương lai sau này. Con nên khuyến khích chứ đừng có bệnh rịnh như vậy mà làm chùng chân nó, biết không? Dạ thưa cha, con biết rồi. Ông à, ông làm như vậy á có quá khắt khe với con dâu không? Hai đứa nó là vợ chồng son thì dĩ nhiên chia tay nhau thì phải bệnh rịnh rồi. Tôi làm vậy là muốn tốt cho vợ chồng nó, chứ có hà khắc hay là ép uổng nó gì đâu. Từ lúc thành gia lập thất tới giờ, con trai mình nó không có biết gì đến chuyện nhà, chuyện cửa. Cứ quấn quýt riết bên vợ nó, không màng thế sự. Cả cái chuyện mà theo tôi buôn bán nó cũng bỏ mặt. Ông nói như vậy tôi nghe cũng phải. Cầu mong sau khi nó xa vợ nó, nó sẽ dồn tâm huyết vô để mà học nghề. Mong là vậy. Nàng ơi, nằm mở cửa cho tay chơi. Ai đó? Ta là chồng của nàng đây. Ờ, sao chàng lại quay về giờ này? Ờ, sao chẳng phải là chẳng phải chàng đang học nghề trên tỉnh sao? Ta nhớ nàng quá. Ta xin phép thầy để cho ta về đây gặp nàng đó. Nhưng cha mẹ có biết chàng về đây không? Mà chàng đã ăn uống gì chưa? Hay là để em đi thổi cơm nha? Thôi được rồi, ta đã ăn trên đường về đây. Với lại giờ này nàng đừng làm phiền cha mẹ thức dậy, kẻo không chúng ta bị la mắng đó. Ta nhớ nàng quá cho nên về đêm khuya như vậy cho thỏa lòng nhớ mong. Khi nào mà gà gáy ta lại lên đường đi học tiếp. Nhưng nơi chàng học cách đây 2 ngày đường, làm sao chàng có thể đi kịp? Nàng đừng có lo, ta đã xin phép thầy rồi. Với lại ta đã giấu cha mẹ, nói là học ở nhà thầy Huấn Lê cách đây chừng 10 dặm, để tiện thầy lâu lâu về đây ghé thăm thầy. Nàng xem như không biết gì, đừng cho ai biết hết nghe. Đó, chồng cứ vài 3 ngày lại về thăm vợ một lần. Người vợ vì yêu chồng nên kính tiếng, vì vậy trong nhà ngoài ngõ không ai biết. Cứ như vậy cho đến nửa năm. Con có trong phòng không con? Dạ. Dạ mẹ vào đi mẹ. Con. Dạ con chào mẹ. Con với mẹ đó, mình đi chợ đi con. Hôm nay nhà mình có khách quý nè, phụ với mẹ ăn tay làm cho nó mau mau nghe con. Dạ con biết rồi.
Ý, khoan đã. Dạ, sao nét mặt con xanh xao quá vậy con? Con có bị bệnh gì trong người không? Hả? Nói mẹ biết đi. Dạ, không sao đâu mẹ. Chắc là tại hôm qua con ngủ không được thẳng giấc, cho nên sáng nay con thấy người hơi uể oải thôi. Không sao đâu mẹ. Nhưng mà nói gì nói á, hai mẹ con mà đi chợ, sẵn ghé qua thầy Lan á, bốc một thang thuốc để con uống á, nó bồi dưỡng với lại định thần lại, nghe không con? Chung thôi dạ. Chồng con về thấy á, con xanh xao vàng giọt gì, rồi mất công nó nói mẹ không biết thương dâu nữa. Đi con. Cái gì đây con? Trời, sao có áo đàn ông trên giường của con vậy? Mẹ ơi, áo này là của chồng con. Mẹ nhớ rồi. Cái áo này mẹ mua giải mẹ may cho nó chứ đâu. Dạ. Mẹ biết rồi. Chắc có lẽ con nhớ chồng con quá, con ngủ không có được, cho nên con lấy cái áo của nó con để dưới gối để lấy hơi chồng ngủ được, phải không? Thôi đi con, đi chợ thôi, kẻo trễ đó, tan chợ đó. Dạ. Đi con. Mẹ đi trước đi, lát con ra liền. Đi liền đi con. Ông uống thử cái trà này nó có thơm không ông? Trà thơm đó bà. Ông bà ơi, ông bà coi ai về nè. Trời ơi. Trời ơi, con mình về bà ơi. Con tôi về rồi. Trời ơi con trai. Mẹ mình về bà ơi. Trời ơi con, sao con ốm quá vậy? Bộ học nghề cực khổ lắm hả con? Mẹ khỏe không? Khỏe. Con làm cái gì vậy? Buông em ra. Nàng ơi, tao vui quá. Lâu lắm rồi tao mới được gặp nàng. Nhờ thầy cho phép tao mới về gặp nàng nè. Nàng biết không, nửa năm rồi đó. Nửa năm rồi, nàng có nhớ tao không? Tao nhớ nàng lắm. Buông em ra. Chàng nói cái gì vậy? Không có thầy mẹ ở đây, chàng cần gì phải làm như vậy? Nàng sao vậy? Nàng không vui à? Lâu rồi không gặp tao là không vui sao? Chàng cứ giỡn hoài à. Cách đây mấy hôm chàng lại về đây, mình có xa cách gì đâu mà đon đả mừng rỡ. Nên cái gì nên nói vậy là sao? Cách đây mấy hôm này nói cái gì vậy? Nếu như ta không nhầm thì ngày mai mới đúng nửa năm trời ta về đây. Tại sao cách đây mấy hôm ta về đây hồi nào? Vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Chàng nói sao? Thật sự là nửa năm rồi chàng mới về đây. Phải. Này, nàng ơi, có chuyện gì vậy? Kể cho tao biết chứ. Con nó sao rồi? Dạ, vợ con ngủ tiếp đi rồi. Con à, mẹ thấy mặt mày nó ủ rũ dữ lắm đó con. Con à, canh chừng vợ con đi, kẻo nó quyên sinh á thì khổ đó. Ây trời, ai đời một cái gã yêu tinh mà nó đổi lốt thành chồng mình thì làm sao nó biết nó đề phòng được chứ. Dạ con cũng biết vậy, nhưng con chỉ lo ngại mai này con lên tỉnh đi học lại, vợ con lại xảy ra như vậy tiếp. Không ấy hay là... Không được. Dạ. Chuyện học hành không thể bỏ dở được. Mẹ con đã thỉnh bùa về treo trước cửa rồi. Hễ đêm khuya mà có ai lén vào phòng đó, vợ con hét to lên để cho gia nhân nó xông ra nó trói lại.
ơi, Nhớ ơi, ta nè, Nhớ ơi, ta đã về với nàng rồi nè. Nhớ ơi, Nhớ ơi. Cha mẹ ơi, cha mẹ cứu con với, cha mẹ ơi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Yêu Tinh, trói nó lại thật chặt để con nó biến hình trốn thoát. Đâu có đâu, con trai của mình mà. Con là con của cha mẹ nè, cha mẹ kêu người bắt con vậy? Đúng rồi, là thả ra, đừng làm cho con chủ đau, thả ra máu. Khoan đã, giữ lại. Khoan đã, cha mẹ à, hồi sáng này chồng con mới lên tỉnh, thì làm sao bây giờ có thể về đây kịp được? Đúng rồi, nó mới đi hồi sáng mà. Em ơi, anh lên tỉnh nhưng lòng anh nghĩ tới em. Anh cứ sợ đâu, vợ của anh gặp chuyện gì đó. Cho nên anh mới chạy về đây, bắt con yêu tinh đó, không được làm hãm hại vợ anh. Nhưng không ngờ, anh vừa mới vô đây, mới mở cửa ra, em đã hét toáng lên và kêu người bắt anh. Vợ ơi, chồng này vợ ơi. Không, cha mẹ, con nghi người này không phải là chồng của con. Người này chính là yêu tinh. Yêu tinh đổi lớp người, lừa dối mình đó cha mẹ à. Kìa, nàng, tại sao nàng nói ta là yêu tinh? Ta là chồng của nàng kia mà. Chồng của nàng đây. Làm sao đi ông? Nếu muốn biết rõ thật hư đó, thì sai gia nhân á lên tỉnh kêu thằng con mình về. Đó, lúc đó đó thì sao định đoạt cũng được đó bà. Cha, con là con của cha, hà cớ gì cha không tin con? Con e rằng nhân dịp này con yêu tinh đội lớp người làm sao nhậu gia đình ta. Đúng rồi đó ông nhìn kỹ đi, đây là con trai của mình đây nè, nó đúng là con trai của mình đó. Trước khi trắng đen chưa rõ, tôi cũng không dám quả quyết y là con trai của mình hay không nữa. Bây giờ ngươi, ngươi mau lên tỉnh nói với cậu về gấp cho ông dạy việc. Dạ con đi nhanh lên. Nhớ ơi, mẹ. Em ơi, Nhớ ơi. Dạ được không bà, cậu đã về. Cha, mẹ, vợ. Trời ơi, hả? Con trai tôi về rồi. Ủa, vậy con đây người này là ai? Yêu tinh, ngươi thật là xảo quyệt, dám đòi lốt hình này của ta, làm điều sang bẫy à? Ngươi mới chính là kẻ giả danh để gàn gắm vợ của ta. Mày, đồ gian trá, ngươi mới là yêu tinh, ngươi hãm hại vợ ta, gia đình ta. Buông ra. Cậu, cha mẹ, cha lẽ cha mẹ không nhận ra con của cha mẹ sao? Ngươi đừng lớn tiếng ở đây, ai là cha mẹ của ngươi? Vợ ơi, không lẽ nàng không nhận ra ta sao? Ta là chồng của nàng đây. Đồ xảo trá, dám dụng người bừa bãi để qua mặt vợ ta sao? Vợ ơi, anh mới là chồng của vợ đây nè, vợ không nhận ra anh sao? Ngươi được yêu tinh đội lớp, không phải là người. Ngươi mới chính là kẻ ngầm móc của ngươi. Đừng lớn tiếng ở đây. Thôi, hai ngươi đừng tỏ tiếng nữa. Ôi trời ơi, trời ơi, tôi biết tính sao bây giờ ông. Hai người nó giống nhau như là hai giọt nước gì đó. Tôi là người mang nặng đẻ đau, mà tôi cũng không biết thật hư như thế nào nữa. Bà bình tâm đi, chuyện này chỉ có một cách là trình lên quan trên để cho quan trên tra xét, lúc đó là kẻ giả mạo sẽ lòi ra đuôi cáo. Yêu tinh, ngươi thật là to gan, dám lộng giả thành trơn để hãm hại người vô tội. Giữa thanh thiên bạch nhật, chúng ta thật đổ trắng thay đen. Nhưng có ta ở đây, ngươi đừng mong tác oai tác quái, hãy mau hiện nguyên hình để chịu tội. Kìa, còn không mau hiện hình đi. Ta có phải yêu tinh đâu mà phải hiện hình. Cấm miệng. Dạ, dạ thưa quan, hai người giống nhau như là hai giọt nước, không thể nào phân biệt được. Ngay chính tôi nè, tôi là mẹ đẻ mà tôi cũng không phân biệt nữa là. Bà là mẹ, chắc bà phải biết con trai mình có một đặc điểm gì từ hồi nhỏ để bà nhận dạng ra nó chứ. Đúng rồi. Trời ơi, quan nhắc thì tôi mới nhớ. Khi mà tôi hạ sanh thằng bé ra, tôi thấy được thằng bé nó có một nốt ruồi son nằm bên phía vai phải của nó. Đúng vậy không ông? Nhớ rồi. Bà còn nói với tôi cái nốt ruồi này là nốt ruồi phú quý đó. Đúng rồi ông nó ơi. Nó giống tôi mà tôi không nhớ sao được. Giống sao được. Ông nằm bên vai trái, nó nằm bên vai phải. Dạ,
cái nút ruồi son đó càng ngày càng đẫm, không bao giờ phai lạc. Bây giờ có đó để làm bằng chứng nữa Quang. Dạ. Quân đâu? Lột áo cả hai ra xem. Nếu ai mà có nút ruồi son bên vai trái thì đích thị là con của ông bà bá hộ đây. Dạ 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 phải dạ phải. Dạ dạ. Dạ phải dạ phải. Có nút ruồi này hả? Con mình bà ơi, nút ruồi kìa. Dạ. To gan. Người này có nút ruồi son bên vai phải thì chính là con trai của ông bà phú hộ đây. Còn ngươi yêu quái phương nào, mau hiện hình, đừng dạ. để ta dùng nhục hình. Dạ, quan cho tôi lắm. Quan ước gì? Dạ, tôi cũng có nút ruồi son trên vai phải. Trời ơi ông ơi, nút ruồi kìa ba. Nó cũng có nữa. Vậy sao đứa nào không có nút ruồi rồi? Vậy đứa nào là con của tôi đây? Trời ơi ông ơi, tôi chết rồi, đứa nào là con của tôi đây? Làm sao tôi biết? Quang ơi, giờ làm tất sao? Tất cả em lặng. Ta đã có cách. Bây giờ giải hai tên này lên kinh thành diện kiến đức vua. Mong rằng thiên tử sẽ có cách tra ra chân tướng vụ án này. Đúng rồi đó. Đúng rồi mẹ. Ờ đúng rồi con. Vậy đi ạ. Đích thị trong hai có một ma quỷ giả dạng. Nếu là người sinh đôi thì không thể giống nhau thần dị đến thế. Nhưng ta có cách phân biệt đâu là người, đâu là ma. Vậy thần mạn phép xin được hỏi hoàng thượng sẽ làm cách nào? Ma quỷ là vật vô hình, ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua không để lại bóng. Ta sẽ cho chúng đứng giữa sân rồng. Kẻ nào không có bóng thì chính là ma quỷ hiện hình. Có phải nhà vua đang điều tra vụ án của gia đình phú hộ họ Lương đúng không? Trong hai có một kẻ giả dạng nhưng không phải là ma quỷ, mà đích thị nó là một con chuột già
sống lâu năm thành tinh, lửa, nước, đồng, sắt, không thể nào làm hại nó được. Bùa chú cũng mất linh nghiệm trước nó. Chỉ có một cách, nhà vua phải lên thiên đình, gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, mượn viên ngọc mắt mèo mài ra mới trừng trị nó được. Nhưng trước hết, nhà vua phải nghĩ cách để nó tách khỏi lớp người và hiện nguyên hình tinh con chuột. Cá nào hết, hay là số mình không sát cá? Giờ thời kiểu này có ngày chết quá. Làm thuê làm mướn cho người ta, bị chửi lên chửi xuống mới được có mấy đồng kẽm mua đồ đi câu. Vậy mà sao cứ giỡn với con hoài vậy? Ông làm ơn cho con câu được cá để con bán lấy tiền mua gạo ăn ông ơi.
Ông trời ơi, chàng trai này thật tội nghiệp. Suốt đời ngao du sơn thủy không có ai bầu bạn. Hay là sao lại là con rắn? Sao lại là mày nữa? Đi chỗ khác chơi đi nghe. Rắn ơi, tao nghèo lắm, mà mày đã ăn hết mồi của tao rồi. Mày làm ơn thay cho tao đi. Mày đi chỗ khác chơi đi nghe. Tao phải câu cá nữa. Tại sao lại là mày nữa vậy? Mày phá tao hoài vậy? Mày muốn chết đúng không? Tao sẽ cho mày chết. Tao cho mày chết. Đừng. Đừng giết tôi. Mày, mày mới nói chuyện đó hả Răng? Đúng rồi. Mày biết nói sao? Là tôi đây. Tôi là hoàng tử con vua Thủy Đệ, muốn kết bạn với anh nên mới quá đáng tự cắn câu nhiều lần vậy đó. Cho tôi theo anh, tôi giúp anh thoát nghèo. Cả cắn câu kìa. Chín rồi Rắn ơi, nhiều cá quá. Rắn, cảm ơn mày nhiều cho Rắn. Nhờ mày á mà ngày nào tao cũng đầy áp cá hết á. Tao sắp vào tới nơi rồi đó. Nhưng tôi đói bụng lắm rồi, tôi sắp xỉu rồi đó. Ờ vậy hả? Tao xin lỗi, tao quên mất, tại tao ham cá quá. Thôi bây giờ tao với mày về, rồi tao bắt cá cho mày ăn, chịu không? Đi nha anh bạn. Tại sao mùa này mà bay đen kéo đến kịch kỳ quá? Sao kỳ vậy ta? Rắn, chắc là ông trời ông hồ mưa thôi phải không Rắn? Không phải đâu, sắp có lục lội chưa từng có đó. Anh chạy trước đi, đóng bè, kiếm ghe, lẹ lên để không kịp. Mày nói thiệt hả? Vậy ta phải đi báo cho mọi người biết để còn tránh nữa. Muốn thì báo, nhưng thiên hạ không tin đâu. Bà ơi, bà. Bà gì đó? Bà ơi, có chuyện gấp lắm. Chuyện gì? Đây bà sắp có lũ lớn lắm. Bà về á, xem có thuyền bè nào lánh nạn đi. Không hả? Giờ này nắng nôi làm gì có mưa lũ. Bà, con nói thiệt mà. Con nói thiệt đó bà ơi. Thiệt cái gì mà thiệt? Bà nói gia đình lánh đi nha. Anh ơi,
sắp có lũ lớn lắm. Anh lo về chuẩn bị thuyền bè lánh nạn đi, không là không kịp đâu. Nói chuyện giỡn hả cha? Hùng quá vậy. Tôi nói thiệt đó, sắp có lũ lớn lắm đó. Ôi, hùng điên gì đâu có một. Anh ơi, anh ơi, tôi nói thiệt đó. Sao không ai tin mình hết vậy ta? Ông ơi, ông nghe con nói nè, ngày mai á lũ lớn lắm, ông phải lo chạy đi, không là không kịp đâu. Ông tuổi già sức yếu, nếu có gì á ngày mai nhớ lên bè của con nha. Cái đồ thằng khùng, lão sinh ra và lớn lên ở đây chưa bao giờ thấy mưa bão vào mùa này nghe mày. Đồ lo bò cắn răng. Ông, con nói thiệt đó, ông tin con đi. Cái gì? Con có người báo mà. Ai báo? Thiên lôi hay thủy thần? Trời quang mây tạnh gì mày nói mưa vào lũ hả? Đừng có dốc, lo làm ăn đi con. Mấy bữa nay người ta đang nói mày là thằng khùng rồi đó. Ông ơi, ông, ngày mai có chuyện gì á thì ông lên bè của con nha. Ông nhớ đó. May quá, lũ cuốn đi rồi. Đúng là cơn lũ lớn chưa từng thấy luôn. Mà sao mọi người không chịu nghe ta hả Rắn? Tôi nói mà, anh cứ đi đi. Nhưng anh thấy tổ kiến bám trên cành cây đang trôi cạnh mình đó không? Tổ kiến hả? À, có, tao thấy rồi đó. Có một tổ kiến ở tuốt đằng kia kìa. Vớt nó lên đi. Cái gì? Vớt tổ kiến lên đây hả? Tự nhiên vớt tổ kiến lên bè, rồi nó bò tùm lum, nó cắn xương người hết. Người ta biết chạy đâu. Nghe lời tôi đi, cứu vật vật trả ơn, sau này anh sẽ thấy. Thôi được rồi, vậy để tôi nghe lại anh vậy. Nhưng mà anh nhớ nói với nó là đừng có cắn tôi nghe không? Để tôi cứu nó. Kiến, mày chờ tao chút nha. Bạn tao kêu á, tao vớt mày lên đây. Nè, mấy chú kiến, nhớ nằm yên trong tổ nha. Bò ra là nước cuốn trôi hết á. Rắn ơi, hình như là sắp về tới nhà rồi. Kiểu này chắc trâu bò bị cuốn trôi hết. Mai mốt á, dân chúng đói, thể nào cũng đi ăn xin cho bà con. Kìa, đến con chuột mà cũng bị cuốn trôi đi nữa. Anh cứu nó đi. Cứu con chuột đó hả? Thôi, chuột phá hoại, để cho nó chết, cứu làm gì? Anh nghe tôi đi, chuột cũng biết ơn đó. Cứu nó đi rồi anh sẽ thấy. Thôi được rồi, vậy để tôi nghe anh thêm một lần nữa vậy. Rắn ơi, hình như là sắp tới bến sông nhà mình rồi đó Rắn. Ê, có con gì à, có một con trăn trôi trên sông kìa. Anh cứu nó đi, cứu con trăn đó nữa. Anh nói cái gì? Cứu con trăn đó hả? Thôi, tôi sợ trăn lắm. Nhìn anh nhiều khi tôi còn thấy ớn nữa, huống chi là nó. Thôi, cứu nó lên đây làm gì? Là nó đói, nó quấn tôi chết thì sao? Thêm nó nữa thôi. Nghe lời tôi đi, anh không hối hận đâu. Thôi được rồi, vậy để tôi nghe lại anh. Nhưng mà anh nhớ nói với nó là tôi không phải thức ăn đâu nha. Thiệt, tôi không hiểu nổi anh luôn đó.
Tự nhiên cứu mấy con vật này làm gì không biết nữa. Bản thân mình còn lo chưa xong nữa. Anh bạn Trăng, anh ở yên đó nha. Tôi biết là anh đói lắm, nhưng mà anh cũng đừng ăn cái bạn chuột đó nha. Thì chúng ta cùng là người hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau nha. Nhớ cẩn thận đó nha, Trắng. Trắng ơi, hình như có người kìa. Có người chết đuối kìa. Anh đừng cứu người đó. Hả? Mày nói cái gì? Gặp con vật sắp chết mình còn cứu, huống chi đó là một con người mà. Mình cứu một bạn người còn hơn là xây bảo tháp. Sao tự nhiên anh nói tôi không cứu? Cứu nhân nhân trả quán. Cứu tên đó sau này nó hại anh đó. Tôi không tin là anh đâu. Hại hay không là do mình đối đãi với người ta. Nếu mình đối tốt với người không lẽ người ta hại mình đúng không? Tin tôi đi, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Thôi không được đâu. Tôi không biết là sau này người ta có hại tôi không, nhưng bao giờ thấy chết không cứu là mình là người xấu trước. Tôi không làm gì được đâu. Tôi phải cứu người ta. Anh không nghe lời tôi, sau này anh hối hận đó. Anh ơi, ráng một chút, tôi đang tới nè. Nè, nắm lấy cái sào đi. Ráng lên, ráng lên. Nè, tôi nắm được anh rồi. Ráng lên. Nè, nè, nè. Không sao đâu, anh đừng có sợ. Đây á, là anh bạn Rắn, là bạn của tôi. Còn bên đó là anh bạn Trăng. Nhưng mà anh hiền lắm, không có cắn người đâu. Nếu không có anh chắc tôi chết rồi. Ơn cứu mạng của anh chắc tôi trả sao nha. Đó anh thấy chưa, tôi đã nói với anh là không có sai đâu. Tôi không có nhìn làm người đâu. Anh nói chuyện với anh Rắn nè hả? Đúng rồi, tôi nói cho anh biết. Giờ anh bạn Rắn này báo mà tôi mới đóng bè là mới thoát chết đó. Ê anh bạn, nói gì cho anh tin đi. Tôi cảnh báo anh rồi đó, có gì đừng có trách tôi không can. Nó nói gì vậy? Không có gì đâu. Nè đừng có lo, không sao đâu mà anh bạn. Hình như là tới đất liền rồi kìa. Đúng rồi. Để tôi chèo vô, ngồi yên nha. Con Rắn nó kêu anh thả mấy con này đi á hả? Không. Trời ơi, cái con Trăng đó là lột da nướng lên á, là ăn no được cả buổi luôn á. Anh đừng có nói như vậy. Tôi cũng đang đói rã ruột đây nè. Nhưng mà anh bạn Rắn nói là phải nghe lời. Để chút nữa tôi kiếm mấy củ khoai, mình lùi cho ăn đỡ. Ai đợi đi nghe lời con Rắn. Tôi nói rồi đó, không nghe đừng có hối. Không sao đâu, đừng có lo. Mà sao anh hay cảm đảm quá vậy anh bạn? Nhà anh ở đâu? Rồi giờ anh tính làm gì? Đi đâu? Nhà tôi ở xa lắm. Quê tôi bị lũ cuốn trôi hết trơn. Tôi thì độc thân một mình. Cha mẹ thì mất sớm. Vợ thì không có. Giờ tôi tứ cố vô thân, không biết sao. Nhà tôi á, chắc lũ cuốn trôi rồi. Tôi phải xây dựng lại. Nếu mà anh không có chỗ đi á, thì cứ ở lại với tôi. Mình cùng chài lưới với nhau, rồi sống qua ngày, coi nhau như người một nhà. Tôi nói cho anh biết, nhờ có Rắn á mà mình chài lưới được lắm. Tôi sẽ cho anh thấy. Hãy, tôi cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu. Vậy là mình có ba anh em hả Rắn? Anh sắp hối đó. Sao con Rắn này nó cứ nói mà anh sắp hối là sao? Tôi không hiểu. Không có gì đâu. Này Rắn, anh đừng có nhỏ mọn vậy mà. Ba anh em á, mình đùm bọc với nhau qua ngày, đông vui nha. Anh đợi tôi chút, để tôi ra buộc lại cái bè. Đợi tôi chút nha. Mày đừng tưởng tao không biết mày xúi nó không cho tao ở nha. Mày lạng quạng ha. Tao cho mày một dao là mày đứt đôi nha mày. Biết chưa mày? Hả mày? Tôi biết anh là người xấu. Hả? Nhưng anh không hại chị được đâu. Ai mà thèm hại thằng Đần đó chứ. Chỉ cần tao ở đây á, dơ vét hết đủ vốn. Đủ vốn sống tao giọt. Cắm mày nói lại nha.
Mày mà nhiều chuyện á, mày biết cái số của mày sao rồi đó. Biết cho mày, mày. Biết cho mày. Mày hả mày, mày, mày. Mày hả mày. Sắp tin con rắn này là hoàng tử thủy tài rồi đó. Chưa bao giờ mà câu được nhiều cá như vậy á. Tôi đã nói với anh rồi, rắn không có nói dối đâu. Ê, vậy sao mình không chịu á? Sắm cái lưới lớn ơi là lớn. Xong rồi hả, tôi với anh á, kéo chỗ này nè, bao nhiêu cá là mình gom hết. Chị, anh nghe hắn nói chưa? Hắn không lương thiện đâu. Rắn, đừng có lộ mạng quá như vậy. Người bình thường ai không mơ vào. Tôi lại nghĩ khác anh. Tôi thấy sống vậy đủ rồi. Mình còn phải để cho tôm cá lớn lên để người khác bắt được chứ. Mình bắt nhiều quá mình ăn cũng đâu có hết đâu. Vậy là mai mốt sợ không có mà ăn rồi đó. Hơi đau lo người dân. Vậy nè, tôi chán tên này rồi đó. Tôi muốn về thủy cung. Anh xuống chơi với tôi một chuyến, tôi đưa anh về luôn tiện. Anh muốn rủ tôi xuống thủy cung chơi hả? Đi chơi lâu cũng nhớ nhà. Nếu thích thì đi. Dưới đó binh tôm tướng cá lo cho anh đầy đủ, không phải đem theo gì hết. Vậy để vài hôm nữa đi, tôi thu xếp xuống với anh chơi. Ê, nếu tôi là anh tôi đi liền á. Trời ơi, có bao giờ người bịch người trên dân gian được xuống với Long Cung chơi đâu. Đằng này á, được hoàng tử thủy tệ dẫn về nữa. Dưới đó chắc có nhiều thứ để coi lắm. Chưa kể ngọc ngà châu báu quá trời luôn. Biết đâu á, được Long Dương cho dạy cơn mang về. Lúc đó mình giàu to luôn á. Đi đi, đi đi. Về quê anh chơi cũng vui. Nhưng mà về rồi, anh có lên lại cùng tôi không? Cái đó còn tùy, chưa nói trước được. Sợ là không có tôi ở đây, rồi anh sẽ gặp quả đó. Thì ở với anh lâu ngày, tôi cũng mến tay mến chân chứ bộ. Tự nhiên anh với tôi chia lìa, tôi buồn quá trời buồn luôn. Nhưng mà anh được đi chơi thì anh cứ đi đi. Tôi trên này là tôi tự lo chu tất hết luôn á, còn lo cho tôi nha. Có anh thì tôi cũng yên tâm. Vậy để vài hôm nữa nha, tôi thu xếp rồi xuống với anh chơi mấy ngày. Tôi không ngờ dưới này đẹp quá. Tôi không nghĩ Long Cung là đẹp chừng này. Cảm ơn anh. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn dặn anh. Anh nói đi. Cha tôi thấy con trai dẫn bạn bè về, chắc chắn sẽ tiếp đón nồng hậu và quà cáp chia tay. Nhưng tôi dặn anh, cha tôi cho cái gì cũng đừng nhận. Anh chỉ xin cha tôi cái đàn tất quyền. Đó là một cây đàn thần, mà khi có chuyện lớn anh sẽ đỡ lắm á. Cây đàn thất quyền hả? Tôi nhớ rồi. Thật không ngờ vua thủy tề lại tốt và nồng hậu như vậy. Anh thật may mắn có một người cha như vậy. À, anh vẫn chưa nói cho tôi biết cây đàn này quyền diệu tới mức nào. Đây là cây đàn thần, dùng để đuổi giặc. Anh chỉ cần mang cái đàn này ra thì tất cả mọi đạo quân đều phải tự tan biến. Hả? Thiệt vậy đó hả? Chà, cây đàn này quyền diệu quá. À, nhất định tôi sẽ mang giúp nước nếu cần. Đa tạ, đa tạ. Mà huynh à, có thật là huynh không muốn quay lại cùng tôi không? Phụ hoàng ta cũng đã có tuổi, tới lúc cũng phải về phụ việc cho Long Cung. Tôi dặn anh không được để lộ tung tích cây đàn quý này cho ai, nhất là Bính. Nếu chuyện đó xảy ra thì hậu quả sẽ khôn lường lắm đó. Tôi biết rồi. Thôi, tôi đi đây. Thank you.
chà, đồ Long Dương cho chắc là toàn đồ quý giá không chứ gì. Mà Long Dương cho anh những món gì mà vác nặng quá vậy? Chỉ là quần áo tư trang với vài sản vật thủy cung thôi. Mà Long Dương cũng có gợi ý cho tôi thứ này thứ nọ. Nhưng rồi mang tiếng là bằng hữu mà nhận thì coi kỳ, nên tôi không có lấy. Được á, xuống dưới thăm thú, mở mang tầm mắt là tôi vui lắm rồi. Vậy hả? Vậy chắc anh đi về cũng mệt rồi, hay vô nghỉ đi. Tôi chạy đi mua đủ, lát về hai anh em mình lai rai ha. Ừ. Dạ, ta sơ sài quá, biết cất chỗ nào bây giờ. Cũng chẳng đặng đừng mà phải giấu anh Bính. Không phải là tôi nghĩ xấu cho anh, mà theo lời hoàng tử, nếu tin này mà lan ra ngoài thì cây đàn mất thiên, mất cơ may để giúp nước. Có gì bí ẩn mà nó giấu kỹ như vậy, mình phải dò cho ra được. Ở dưới Long Cung á, chỗ nào cũng sáng rực châu báu, còn có binh tôm tướng cá bơi lội nữa. Cảnh vật vừa hùng vĩ lại vừa đẹp nữa. Nói thiệt với anh, suốt đời tôi chưa bao giờ thấy một cảnh vật nào kỳ dĩ như vậy. Vậy mà không biết gom về một ít để cho anh em đổi đời nữa. Nói thiệt chứ, vậy mà tôi cứ nhớ cái chòi rách của mình. Đi chơi á, cảnh đẹp thì vui thiệt, nhưng mà tôi thấy ở nhà là thoải mái nhất. Phải chi hoàng tử Thủy Tề chịu về ở chung với anh em mình á thì vui biết mấy. Tôi nghe nói á, ở dưới Long Cung á, ngọc ngà châu báu quá trời luôn. Đó là chưa kể có mấy thứ rất là kỳ lạ. Giống như là có viên ngọc, người ta gọi là ngọc ước á. Mình ước cái gì á, cái là ngọc cho ra hết. Chưa hết nha, còn một cái túi to như vậy nè. Mình muốn lấy cái gì, mình thò cái tay vô mình lấy. Mình lấy, kéo, lôi ra. Đó, cái mình được con vịt, đây là cái mỏ vịt, đây là cái phao con vịt. Đó là chưa kể, có cây đàn, người ta gọi là cây đàn kỳ lạ. Tự nhiên mình rải đàn, mình rải đàn ha, ngọc ngà châu báu vàng bạc tuôn ra, cái mình lụm vào. Không phải gãy ra vàng bạc mà là gãy xua tan quân giặc. Thiệt không? Chính mắt anh thấy vậy đúng không? Tôi có thấy. Nhưng thôi, mình uống đi. Uống mừng gặp mặt nha. Uống. Anh ở nhà nha, tôi phải đi xa mấy ngày rồi. Mà việc gì? Tôi có một cậu ruột, đêm qua nằm mơ thấy ông bị bệnh nặng, tôi phải ghé thăm coi sao. Đi đi, đừng lo cho anh. Cho anh gửi lời thăm ông cậu nha. Dạ, cảm ơn anh.
Mà tôi dặn nè, gạo á tôi để ở cái bao gần bếp đó, anh đừng có lục ngay cái bồ gần đống rơm nha. Anh lấy gạo là anh lấy ở bếp, anh không có đụng tới đống rơm gì đâu ha. Vậy thôi tôi đi nha. Đi đi, gọi là cảm ơn cậu nha. Cảm ơn anh. Tao không đụng tới cái bồ đâu, mà tao đụng tới cái khác. Nó chỉ tốn chừng vừa thôi. Đó đàn có cái đàn quý giá như vậy mà nó giấu, nó không cho mình biết. Ôi số trời, cho mình cơ hội ngàn vàng đây rồi. Quân giặc có hàng ngàn vạn, chia làm 10 đạo quân áp sát nước ta. Những tướng tài giỏi nhất nước ta đã bị đánh tả tơi. Người thì mất mạng, kẻ thì bỏ thay nơi chiến trường. Sáng mai chúng đánh đến đây rồi, người là ai? Có phương cách gì mà đảm bảo đánh tan quân giặc? Dạ, bẩm đức vua, thần là kẻ tiện dân, muốn ra tay giúp nước. Xin đức vua không cần điều binh lính giúp thần đâu. Thần không muốn đức vua phải hao tổn sinh lực quân ta. Tính được mà ngạo mạn quá, việc ngạo mạn quá vậy. Tại chỗ quá là làm được không? Nếu thật sự ngươi làm được chuyện đó, ta sẽ phong cho ngươi làm đại tướng, thống soái quân đội. Dạ, bẩm đức vua, chuyện hậu đãi tính sau đi. Sáng mai thần muốn một mình thần đứng tại cổng thành ra tay chống giặc. Tình thắng giặc đã về đến nơi, đích thân hoàng thượng ra đón ngài. Chưa ai có được đặc ân lớn như vậy đó. Dạ. Dạ, hoàng thượng, hoàng thượng dạ tới. Bình thân, khanh hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. Dạ. Quả nhiên là kỳ diệu. Chỉ một tiếng đàn thôi mà ngươi đã xua hàng vạn ngàn quân địch. Quân ta không phải hao binh tổn tướng. Ngươi quả là thiên binh thiên tướng trời mang đến cho chậm. Cảm ơn hoàng thượng đã hết lời khen tặng. Thần có một chút sức mọn tài hèn, muốn vì vua vì nước. Phải chi các tướng triều đình ở đây đều tài hèn sức mọn như ngươi, thì ta đâu phải hy sinh uổng phí bao nhiêu sinh mạng. Dạ. Từ đây ngươi sẽ là đại tướng thống soái đại quân. Ngươi còn muốn ta ban thưởng điều gì cứ nói. Dạ, dạ tạ ơn hoàng thượng. Thần chỉ cần hoàng thượng cho binh lính thay phiên nhau nghỉ ngơi, chia nhau một căn nhà, còn chia nhau cày cấy kiến thiết đất nước. Từ nay có thần rồi, hoàng thượng cũng cần phải sợ giặc tấn công nữa. Ngươi đã có tài mà còn có đức trọng nữa, ta quả là không chọn lầm người. Dạ, nhưng ta vẫn còn muốn ban cho ngươi một đặc ân nữa. Dạ hoàng thượng, ban đặc ân gì ạ? Từ từ rồi ngươi sẽ biết sớm thôi. Hoàng thượng làm thần hồi hộp quá. Truyền lệnh của ta, mở tiệc ăn mừng. Dạ. Chà, như vậy có giỏi quá không cha? Đại tướng là một người tài ba, cứu được Giang Sơn khỏi hoại giặc giả. Nhưng chàng là người lạ, con còn chưa biết rõ về chàng nữa. Ta biết là còn mới, nhưng ta cũng đã quan sát kỹ rồi. Hắn không chỉ là người có tài mà còn có cả nhân đức nữa. Có hắn ở bên mình coi như giữ được bảo bối để giữ gìn bờ cõi. Còn hãy vì ta mà chấp nhận cuộc hôn nhân này đi. Cha đã nói vậy, sao con dám chối từ? Thôi thì cứ theo ý cha vậy. Dạ, hạ thần xin ra mắt đức vua. Xin chào công chúa. Miễn lễ, bình thân đi. Dạ.
Tạ ơn hoàng thượng. Đẹp, đẹp lắm. Trong bộ võ phục này, người ra dáng con nhà võ rồi đó. Hôm nay ta cho gọi ngươi tới là để cho ngươi biết một bí mật mà ta đã hứa với ngươi từ trước. Ta muốn gả công chúa cho ngươi, ngươi nghĩ sao? Trời ơi, thiệt là niềm vinh hạnh. Đó là điều mơ ước của thần chưa bao giờ nghĩ tới. Được rồi, ta sẽ cho chọn ngày lành tháng tốt để mà cử hành hôn lễ. Dạ, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Anh Bính ơi, anh Bính ơi, anh Bính. Đi đâu rồi ta? Bờ sông thì cũng không thấy, ở nhà cũng không có, mà để nhà cửa trống không như vậy. Cũng tại mình đi lâu quá. Không lẽ mình đi, anh cũng đi luôn. Anh Bính ơi, anh Bính ơi, anh Bính, anh Bính ơi. Cái đàn đó mất tiêu rồi. Không lẽ nào? Ủa anh Nhị, anh đi đâu mà lâu quá vậy? Tưởng anh làm đại tướng thì em cũng phải làm phó tướng rồi chứ, mà sao còn ngồi ở đây? Về căn nhà rách nát là làm cái gì? Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Ai làm tướng, còn ai làm phó tướng? Ủa anh không biết gì hả? Tôi có biết gì đâu, tôi đi xa mấy ngày vừa về. Lúc anh đi á, giặc tới kinh thành, vua đốc lính khắp nơi, tưởng kỳ này là thua chắc rồi đó. Tự nhiên Tây Bính đem đàn khẩy phá tan thế giặc, vua phong cho Tây Bính làm đại tướng, còn gả công chúa nữa. Không tin á, lên kinh mà coi đi. Anh mới nói anh Bính giúp vua phá tan quân giặc hả? Ừ. Còn được phong làm đại tướng nữa. Ừ. Không phải anh cứu hắn một mạng sao? Anh Bính lấy đàn ra giúp nước trong lúc đất nước lâm nguy là đúng rồi. Tôi chỉ muốn gặp ảnh để anh em được đoàn tụ thôi. Nếu Tây Bính nói á, không biết mình là ai cũng đừng có sốc nha. Nhân tình thế thái, biết người biết ta. Nếu nhớ tới tình nghĩa anh em á, thì hắn phải đem lính trước anh về kinh cho anh hưởng vinh hoa phú quý chứ. Anh Bính á, không phải loại người như vậy đâu. Chắc là do việc quân bận quá. À thôi, để tôi lên gặp ảnh liền, biết đâu kịp đám cưới của ảnh. Cảm ơn anh đã báo tin nha. Ừ, thôi đi đi. Tôi đi đây. Chuyện gì vậy? Bẩm đại tướng, có thằng này cứ chặn đường đại tướng. Anh Bính, tôi nhị nè, anh giận ra không?
Anh mặc bộ đồ này quái quá, tôi nhận không ra luôn á. To gan, thấy người sao bắt hoàng làm họ. Biết đây là ai không mà gọi tên chúng tôi này ra. Đây là anh Bính, ở chung một nhà, chung một trò với tôi. Tôi nhị là anh Bính, anh nhận ra tôi không? Thì ra là nhị à. Bắt nó lại. Dạ. Buông tôi ra. Giam hắn vào ngục, chờ tra khảo sau. Đi. Anh Bính, tôi nhị nè, anh không nhận ra tôi sao? Buông tôi ra. Đi. Tôi không làm gì sai hết. Buông ra. Anh Bính, buông tôi ra. Đi. Anh Bính ơi. Dạ bẩm, theo quan sát thì bên cung phò mã hôn sự vẫn chưa tiến hành. Người đừng gọi là phò mã. Dạ em lỡ miệng, mong công chúa tha tội. Người bên cung đại tướng nói người xuất thân dân chài nên cư xử có phần bổ bả và tùy tiện, ăn phàm nói tục. Người không phải an ủi ta. Dạ em nghĩ những lễ nghi trong cung mình để ý một chút là quen thôi. Huống chi đại tướng là người lanh lợi và khôn ngoan. Mảnh sành thì dù cho có được sơn thép vàng thì cũng vẫn là mảnh sành thôi, làm sao mà thành vàng ngọc được. Còn gì nữa, người nói đi. Dạ, hôm nay trên đường đi có xảy ra một chuyện à? Ta đã ra lệnh cho người bẩm báo thì người cứ nói, tại sao phải sợ? Dạ bẩm công chúa, nghe nói đại tướng hôm nay bắt tống một người bạn nói khốn, vốn là ân nhân từng cứu mạng người, cưu mang từ thỏa hàng nhi, lấy lý do người kia là gián điệp. Dạ, người ta đang gièm pha là chàng đang cố tình bịt miệng bạn để giấu giếm gốc gác hạ tiện của mình đó. Có chuyện đó nữa sao? Gốc gác hạ tiện thì ai cũng biết. Ta chỉ sợ còn những quốc tất tày trời nào đó, người phải tìm cách cho ta gặp người đó. Dạ bẩm công chúa khó lắm, chỉ một mình đại tướng biết chỗ giam thôi. Nếu tin công chúa gặp gỡ mà tới tay đại tướng á, thì em e là mạng người đó khó toàn. Công chúa à, hôm lễ đã an bài rồi, bới thêm chi làm người thêm đau lòng. Chi bằng anh Lính ơi, làm ơn cho tôi hỏi một chút được không? Tới khi nào tôi mới được gặp đại tướng vậy anh? Gặp đại tướng để làm gì? Tội gián điệp của nhà ngươi á, ngày gặp đại tướng cũng là ngày ngươi bị chém á. Tôi không phải là gián điệp, tôi chỉ muốn gặp đại tướng để hỏi cho ra chuyện thôi. Nếu vậy, có cách nào để tôi gặp hoàng thượng không anh? Gặp đại tướng không được, bây giờ đòi gặp hoàng thượng luôn hả? Nằm mơ đi. Đại tướng đang chuẩn bị cưới vợ, giờ này chắc đang chuẩn bị làm lễ giao bôi. Nhờ quốc hỷ mà nhà ngươi chưa có bị biêu đầu, tranh thủ mà hướng dương thêm vài ngày, đừng có làm phiền ta. Nghe không? Đã chuẩn bị xong, chỉ cần hoàng thượng chọn ngày cử hành hôn lễ là được. Đẹp, đẹp lắm, rất xứng đôi vừa lứa. Dạ, chắc chắn công chúa sẽ hài lòng. Không cần đa lễ. Dạ. Dạ muôn tâu hoàng thượng, có chuyện lớn rồi ạ. Chuyện gì? Dạ bỗng dưng công chúa bị cấm khẩu, không nói được ạ. Hay tin nhị gặp nạn, thái tử Thủy Tề âm thầm ra tay giúp đỡ. Còn ta tạm thời để công chúa không nói được, tạo cơ hội để nhị cứu công chúa và được trả tự do. Có chuyện gì vậy? Con nói với ta một câu đi. Dạ bẩm hoàng thượng, công chúa không nói được chứ không phải là không nói đâu thưa hoàng thượng. Sao tự nhiên lại như vậy? Mới hôm qua công chúa còn nói được bình thường mà. Dạ đúng rồi, đêm qua công chúa còn dặn con là chuẩn bị những thứ gì, tự nhiên sáng nay công chúa không nói được nữa. Dạ bẩm hoàng thượng, có khi nào công chúa chơi thần xuất thân hèn kém không? Con ta nó bệnh chứ không phải nó không chịu nói, ngươi không thấy sao?
trong hoàn cảnh này có cưới cũng đâu có vui vẻ gì. Truyền lệnh của ta tạm thời dời lại, khi nào công chúa khỏi bệnh xong mới cử hành hôn lễ. Ông trời ơi, sao số con khổ quá vậy? Hoài mà cũng không hết khổ nữa. Sao lại bị giam trong ngục tối này? Hoàng tử Thúy Đài, làm quên sao? Quên đang ở đâu vậy? Không phải, tôi là Kiến. Đạn Kiến mà anh cứu trong trận lũ lụt năm đó, anh nhớ không? Kiến? À, ta nhớ rồi. Đạn Kiến trôi giạt mà hoàng tử nói ta cứu vớt. Mày đang ở đâu vậy? Tôi đang ở dưới này nè, dưới chân anh đó. Chẳng hay anh gặp quả gì? Ta thấy mày rồi. Sao anh ở trong này? Chẳng hay anh gặp quả gì vậy? Quả này là tại ta ngày xưa không nghe lời hoàng tử Thủy Tề. Đúng là tại ta. Anh kể tôi nghe đi. Công chúa, công chúa, em tìm được rồi. Em tìm ra được chỗ chàng trai đó bị giam rồi. Nhưng mà lính nói đại tướng ra lệnh, ai mà gặp chàng á, cả hai phải chết. Chàng là ai? Dạ, em chỉ biết chàng là bạn nói khố của đại tướng, từ hồi còn đánh dặm lận. À công chúa, em nghe nói là chàng hiền lắm. Kể lại đầu đuôi cho ngươi nghe xong, ta lại càng thấm lời của hoàng tử. Lẽ ra ta không được quá tin con người. Nghe xong Kiến tôi cũng sâu gan nè. Nhưng mà tại hèn sức mọn, không có đưa anh ra được khỏi đây. Nhưng mà để tôi kiếm anh chuột bữa đó, biết đâu anh có cách sao. Cảm ơn mi đã có lòng. Nhưng mà sau hôn lễ chắc chắn hắn sẽ giết ta để diệt khẩu. E là không kịp nữa đâu. Tôi mới nghe tin công chúa tự dưng cấm khẩu. Đám cưới giờ lại rồi, lệnh hành hình cũng phải quản, để xóa tội vong nhân cầu an cho công chúa. Còn nước còn tát, Kiến với chuột tuy yếu nhưng mà có bày đạt, hợp sức lại biết đâu cứu được ân nhân. Anh đừng có lo quá nha. Anh đợi tôi ha. Bây giờ tôi đi à. Cảm ơn mi nha. Chủ. Ai đó? Là tôi nè. Tôi là Kiến nè. Tôi cũng suýt chết trong trận lụt năm đó, nhưng mà được anh Nghĩa cứu lên nè. Anh nhớ không? Nhưng mà làm sao chú mày kiếm được ta? Nguyên đàn kiến của tụi tôi túa đi khắp hang cùng cống rãnh mới ra, báo cho anh biết một thông tin. Anh Nghĩa bị bắt tống vô ngục, đang chờ hành quyết đó. Sao vậy? Chuyện dài dữ lắm, để tôi kể anh nghe sau. Nhưng mà trước mắt phải cứu người. Anh có kế gì không? Bị giam chắc đói lắm. Tiếp tế cho ông cái gì bỏ bụng trước đi rồi tính. Nói thiệt á, thì ta được cái to xác hơn mi, lẹ làng hơn mi, chứ đầu óc cũng không hơn gì lắm. Còn nói về mưu mô, hai mình không thể nào làm lại loài trăng rắn. Để ta đi kiếm lão trăng bữa đó, coi hắn có kế gì hay không. Xin chào ân nhân. Nhà chuột nghe tin anh mắc nạn nên kiếm đồ ăn cho anh đây. Cảm ơn mày. Cảm ơn mày nhiều lắm. Tạm thời chỉ có chừng này anh ăn đỡ lót lòng nha. Tao đói quá. Tao bị bao đói mấy ngày nay. Tao tưởng chết đói luôn rồi. Anh chịu khó đi. Tụi này sẽ đi kiếm thêm tay trăng hôm trước, hỏi ý coi có cách gì cứu anh ra. Anh đừng lo, ăn xong ráng ngủ đi lấy sức. Kiến, chuột, tụi mày làm tao cảm động quá. Cảm ơn tụi mày đã không bỏ tao lúc này nha. Có gì đâu, anh đã từng cứu tụi tôi mà. Anh ráng đợi tụi tôi nha. Anh Trăng ơi, anh có khỏe không? Ai đó? Dạ tôi đây, tôi là chuột đồng đây. À, bữa nay lại có con chuột đồng tự dẫn xác tới cho ta ăn thịt nữa à? Anh Trăng đừng có giỡn nữa. Tôi tới không phải để anh nuốt, mà để báo chuyện chẳng lành nè. Có chuyện gì? Thức ăn của ta. Đã nói tôi không phải là đồ ăn. Anh Nhị, cái người cứu mạng tụi mình lên bè trong cái trận lụt năm đó sắp bị chết chém rồi. Anh khôn lanh, anh có cách gì cứu ảnh hay không? Tưởng gì, tại gã đó tin đồng loại cho lắm vào. Bọn người cứ nói bọn ta đói quá, nuốt luôn đồng bọn là ác. Chớ giống người nhiều thằng còn ác hơn trăng. Nó hại mà đâu có cho chết liền.
chết từ từ trong đau đớn mới là ác. Anh có kế gì hay không? Kế gì? Lấy thứ này nghiền ra bột, cho công chúa uống sẽ hết cầm. Ủa, anh Nhị, mà mình nhờ cứu anh, sao Lão Trăng lại chỉ cứu công chúa? Mà chỉ nói ngọc này chữa được cầm, rồi cứ vậy bỏ đi, không nói gì tới chuyện phải làm sao làm sao. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Khỏi lo đi, vậy á là ta đã được cứu rồi. Đa tạ kiếm, chuột và trăng nhiều lắm. Đúng là cứu vật, vật trả ơn. Ta sống rồi. Ngươi nói sao? Tên tử tù đó nói là chữa trị được cho con gái ta. Dạ bẩm, hắn cam đoan nếu không được cứ lấy mạng hắn ngay tức thì. Dạ bẩm hoàng thượng, tên gián điệp đó đặt mình nhốt trong đại lao chờ ngày xử chém, cho nên hắn mới kiếm chuyện đòi thoát ra thôi. Chứ theo thần biết, hắn không có biết kẻ thuốc gì hết. Cho hắn lại cần công chúa, e rằng có chuyện không hay xảy ra đó hoàng thượng. Có binh thì phải lại cầu tứ phương thôi. Truyền lệnh của ta, đưa hắn tới cung công chúa. Dạ, tuân lệnh. Công chúa mà uống thứ bột này, nếu có mệnh hệ gì thì đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức. Dạ bẩm hoàng thượng, thần đã cận kề cái chết, không lẽ lại hại thêm một người nữa. Thần xin lấy cái đầu mình đảm bảo sự an toàn của công chúa. Ngươi có bao nhiêu cái đầu để đảm bảo? Dạ, xin mời công chúa. Con thấy sao? Sao con? Ê, con chúa cầm luôn kìa. Hoàng thượng, hắn lừa gạt. Chém đầu, mày đâu? Chém đầu đó. Chém đầu. Dạ. Ngươi, chém đầu nó. Phụ hoàng, xin phụ hoàng thả ân nhân ra. Hả? Công chúa nói được rồi. Hả? Hả? Con ta đã nói được rồi. Con ta đã nói được rồi. Thưa hoàng thượng, lúc thái tử Thủy Tề khuyên thần cứu mấy con vật đó, thật sự thần không tin chút nào. Ai ngờ lần này không có tụi nó, chắc thần chết chém rồi. Chuyện của ngươi thật là ly kỳ. Ai ngờ được con người mà lòng dạ còn sâu hiểm hơn là ác thú. Xích chút nữa ta đã bắt con ta phải lấy tên bất nhân lừa thầy phản bạn. Sâu xa cũng là nhờ những con vật tốt bụng. Ngươi mới đúng là người có lòng nhân. Ta truyền trao lại quyền bính cho ngươi, và nếu ngươi không chê, ta sẽ gả công chúa cho ngươi. Tạ hoàng thượng khai ân. Ta miễn lễ, đứng lên đi. Đa tạ hoàng thượng. Muôn tòa thánh thượng, tên bính đã nhường cung rồi. Người ta mà bắt nó lại, giao cho phòng mãi xử lý. Tuân lệnh. Nếu không nhờ thần thánh phù hộ, nhà ngươi đừng hỏng bắt được ta. Huynh nói đúng, nhưng tại sao huynh không nghĩ vì sao thần thánh lại phù trợ tôi mà không phải là huynh? Bắt được rồi, muốn chém muốn giết gì thì tùy, đừng có nhiều lời đắc thắng. Dù sao á, mình cũng từng là anh em, tôi sẽ không giết huynh đâu. Tôi sẽ để huynh trở về chòi cá tu tâm tích đức
và suy nghĩ về những việc mình đã làm. Huynh nên nhớ, ông trời sẽ không bao giờ phụ người có tâm đâu. Huynh đi đi. Thank you.